review về những cái item mà mình có trên chiếc 790 của mình ha. 2:40 PM hơi nắng, mình sẽ có chảy mồ hôi một xíu ha, rất xin lỗi mọi người. Tại sao mình lại làm cái video này ha? Thì rất nhiều anh em coi video của mình á thì có comment dưới comment á, ắc mắc về những cái đồ mà mình xài cho chiếc 790 của mình, hay nói là mình review chiếc 790 đi. Mà thiệt tình chiếc 790 này nó thuộc một loại xe đời cũ rồi, từ hồi năm 2019-2020 rồi. Nó còn cũ hơn cả chiếc GS1250 ngày xưa mình chạy nữa. Thành ra là để mà review về nó thì mình cũng không biết là phải review gì. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ có lợi hơn khi mà mình làm một cái review về những cái đồ chơi mà mình đã gắn trên chiếc xe của mình ha. Mình đã từng đi đâu và tại sao mình nghĩ những cái kinh nghiệm này của mình nó lại có thể là giúp ích được cho mọi người. Bởi vì nói là mình đi off-road nhưng mà mình không phải đi như cào cào, là lúc nào cũng chỉ đi off-road thôi ha. Thì xa nhất mà chiếc xe này từng đi là Cam Thái Mã, là tụi mình đi xuyên qua Cam Thái Mã Lai, rồi xong rồi ở Mã Lai tụi mình đua tiếp một cái giải đua gần hơn 200 cây. Hạt nhất của mình luôn á là xuyên qua Lào ha, giống như Việt Nam cách đây khoảng 10-20 năm luôn á. Thì đường xá bên đó là rất là tệ, ở Việt Nam mình giờ tốt lắm mọi người ơi, kiếm đường chơi off-road rất khó luôn, còn Lào á là đi đâu cũng có đường off-road hết ha. Đường Hồ Chí Minh ở Lào là cái đường ngày xưa khi mà quân Mỹ họ còn chiếm đóng được toàn cái từ vĩ tuyến 17 trở xuống thì người Việt mình không có đem nhu yếu phẩm đi bằng đường Hồ Chí Minh ở Trường Sơn được, mà bắt buộc phải đi về phía bên Lào ha mọi người. Thì tụi mình đi cái đường đó, và đó là một con đường là gần như là off-road không, rất là tuyệt vời. Nói để mọi người thấy là cái chiếc xe này nè, mình không chỉ design nó để là đi off-road không ha, mà mình design nó để nó vừa đi off-road tốt và vẫn có thể đi touring được. Chắc chắn một điều 100% rằng là nó sẽ không thể nào mà đi touring tốt giống như là một chiếc GS hoặc là một chiếc gọi là thuần touring được ha mọi người. Thì có thể nói là chiếc 790 này của mình đã đi qua với mình rất rất nhiều là địa hình rồi, gọi là đa địa hình đúng nghĩa luôn á, từ các biển sình lầy, dốc đá, đường nhựa đi hết. Rồi đầu tiên ha, mình sẽ đi từ trên xuống dưới trước tất cả những cái thay đổi của mình và mình sẽ có cận cảnh lại cho mọi người ha. Đây là chiếc đầu đèn của mình, mình đã modify chiếc đầu đèn này. Đây không phải là đầu đèn zin của 790 ngày xưa, thì mình đi cái đầu rally, nhưng mà sau này thì mình lại chuyển qua mình đi cái đầu line giữa rally với lại enduro ha. Nó thấp và nó ngắn hơn so với là đầu rally. Cái đầu đèn zin của 790 đó thì cũng rất là ok, nhưng mà cái đèn zin của 790 nó rất là yếu ha mọi người, mình không có thể nào mình chạy bằng cái đèn zin đó được. Cỡ nào nếu mà gắn đèn zin rồi sẽ phải gắn thêm một cái hai cái đèn trợ sáng gì đó, thì thay vì mình phải gắn hai cái đèn trợ sáng đó, mình bỏ thẳng hai cái đèn trợ sáng lên đây luôn ha. Và cái đèn này của mình là bi cầu ha, có cắt lớp ha, thì sẽ rất là lịch sự luôn, không có chiếu cái người đối diện, cũng không có chiếu vô cái chiếu hậu của bạn chạy cùng của mình. Đèn trợ sáng chủ yếu là chỉ là đèn bi cầu để là có cốt đàng hoàng ha, không bao giờ chiếu vô mặt người khác hết đó. Cái cách chơi của mình là vậy. Tụi mình vẫn có một cây đèn pha ở trong đây ha, để trong trường hợp vô rừng cần phải pha cho nó sáng thì mình cũng có cái đèn để pha rộng ra, gập gương vô gập ra. Và cái gương này là gần như không thể bể được luôn ha mọi người, indestructible. Mình mua của Double Tag. Mình nhớ ngày xưa mình là một trong những người đầu tiên chơi cái Double Tag Mirror này ở Việt Nam nè, sau đó là rất nhiều anh em chơi theo luôn. Chắc tại coi video của mình đó. Nhưng mà thực tế do là cộng đồng adventure thế giới họ cũng chơi cái kiểu này nè, và mình xem cái mà họ chơi ở nước ngoài xong mình chơi giống vậy thôi. Khi mà cái xe nó rung á, cái gương này nó không có rung theo nhiều á, nên là mình vẫn có thể nhìn thấy cái gì đằng sau ha. Cái việc mà cái xe nó rung á không ảnh hưởng nhiều tới cái gương này. Gù giảm rung di động, chiếc 790 là một cái chiếc xe có cái động cơ rất là rung ha, rung đến cái mức là rớt ốc luôn á. Lúc mà đi Mã Lai có một người em là rớt luôn ốc gáp ra luôn, tháo cái bầu bô ra để thay cái bầu bô khác ha, thì không có vặn lại con ốc gấp này kỹ nè, không vô keo lót kỹ, chạy một hồi là rung ra luôn. Rung xong á là cái gấp sao nó chật qua vậy luôn nè, do nó xúc con ốc ra mà. Phải đi gần mấy trăm cây số mới đến được một cái gara của một người bạn bên Mã Lai, xong cái ảnh mới cho một con ốc gấp, ảnh có đúng một con gấp đó thôi, cho con ốc gấp đó. Và bây giờ là lúc nào mình cũng sẽ đi mình mang theo con ốc gấp đó trong cái hộp hông của mình ha mọi người, ít nhất là hai con để chia cho anh em xài nữa. Máy của Cadem nó rung như vậy nó làm cho cái tay của mình nó mau bị tê ha, thành ra mình bỏ vô một cái gù giảm rung ở đây, vừa để nâng cái tay lái cao lên một chút, vừa để là cho cái tay mình nó đỡ tê khi mà mình chạy xe ha. Một cái thay đổi khác mà mình lắp cho chiếc xe của mình đó chính là cái tay thắng nè và cái tay côn. Thì thực ra cái này không phải gọi là mình lắp đâu, bởi vì cái này là cái tay zin của nó, tuy nhiên là tụi mình cắt bớt đi để là chỉ sử dụng hai ngón thôi. Trợ lực trung tâm Scott, thì trợ lực trung tâm này giúp cho mình một cái việc rất là tốt, đó là khi mà cái bánh trước này nè nó đập vô một cái gì đó nó làm cho gạt cái tay lái, thì cái trợ lực này nó sẽ giữ cho cái việc gạt đó nó không có bị quá là violence, nó không có bị quá là
khó chịu. Thì mọi người cũng biết rồi, xe này bình thường là cũng có trợ lực, có một cái trợ lực nhỏ ở dưới đây, tuy nhiên là cái trợ lực đó khá yếu ha. Còn trợ lực Scott này á, nó sẽ giúp cho mình á, tùy chỉnh tối đa. Mình có thể muốn tùy chỉnh cho nó nặng nhẹ bao nhiêu và cái góc mà nó effect là bao nhiêu. Đi sao về đây ha, mình có một cái modification khác nhưng mà mình không có gắn trên xe hiện tại, đó là cái yên rally ha. Thì cái yên rally á là một cái yên cao hơn và nó dài dày hơn so với lại cái yên zin. Thì cái này rất là phù hợp cho chạy rally luôn, bởi vì á là cái yên rally nó không có cái khớp ngay đây nè. Mình có thể đưa cái mông mình xuống thẳng dưới này luôn để chạy những cung rally. Tuy nhiên là khi xài cái yên rally đó để mình chơi những cái bộ môn khác giống như là chạy enduro hoặc là đơn giản là chạy trong phố thôi á, thì nó khá là cao ha mọi người. Nó không phù hợp. Thành ra là mình đổi về yên zin ngồi cho nó đỡ êm mông. Thì nếu mà các bạn chiều cao khá khiêm tốn á, thì mình nghĩ là cứ stick với yên zin thôi là cái tốt nhất rồi, đừng có đổi qua yên rally chi hết ha. Trước khi mở phần cốp ra thì ở đằng sau đuôi đây ha, mình có một cái baga. Baga này là baga của Bitech Moto của anh Bảo, bạn mình làm. Đây, cái baga này á, thì giúp để chứa đồ rất là tốt và mình có thể gắn rất là nhiều đồ lên đây ha. Lát hồi mình sẽ gắn cho mọi người coi một cái video riêng. Mình có hai cách setup để mình chạy off-road. Một á, là setup ngày dài ngày á, và cắm trại á, thì mình sẽ gắn túi Moscow. Gắn túi Moscow thì mình có hai vị trí gắn, một vị trí là gắn đi một mình, rồi một vị trí là gắn đi chung với lại người ngồi sau. Mình có một cái option khác á, là có một cái đi trong ngày, là tức là một cái túi Duratec ở trên đây và một cái túi baga nhỏ đằng sau của một Whoop thôi, vậy là đủ. Thì mình thấy setup đó khá là hiệu quả với mình ha mọi người. Thì ở trong này ha, mình có hai cái thay đổi liên quan đến phần ở trong này. Một là cái lọc gió. Đây là cái lọc gió Rottweiler của mình. Đây là nguyên một cái bầu airbox luôn của Rottweiler, và nó sử dụng lọc gió mút cộng với lại một cái lớp để mình chắn bụi thêm ha. Thì cái lọc gió này đó, nó giúp cho cái xe của mình nó mạnh hơn, nó cho phép nhiều không khí vào hơn, thì xe sẽ có nhiều oxy để đốt hơn, và tương đương là xe nó sẽ mạnh hơn, tọt cao hơn. Khá là hay nhưng mà rất là tốn kém ha, mười mấy triệu, mình không chắc nữa, hình như 400 mấy chục đô á. Tuy nhiên mình nghĩ là xài lọc gió zin là ok rồi, lọc gió zin vẫn có thể đổi qua thành lọc gió mút được ha, và có refilter luôn. Thì cho các bạn nào mà thay đi off-road bụi nhiều thì nên có cái bộ phận refilter. Riêng cái lọc gió Rottweiler này thì nó không có refilter, rồi mình phải dùng cái filter này là filter 3 lớp. Và cái lọc gió này nó cũng nhẹ hơn cái lọc gió zin. Thành ra ngày xưa mình nhớ mình nghĩ mình cân đo đong đếm giữa cái chuyện nó nhẹ hơn và cái chuyện nó có đạt một số rủi ro, thì mình thấy chuyện nhẹ hơn và được nhiều không khí hơn nó hay hơn. Thành ra cuối cùng là mình chọn cái này ha mọi người. Còn một cái nữa trong đây, bình lithium của Thus, nó nhẹ hơn cái bình zin rất rất là nhiều luôn. Thì nhẹ hơn chính xác bao nhiêu mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà nó phải nhẹ hơn khoảng 400 kg á. Cái bình zin nó rất là nặng như một cục tạ luôn đó. Thì cái bình này nhẹ xìu luôn, có thể cầm bằng một ngón tay nâng lên nâng xuống được luôn á mọi người, chắc được 500 gram. Còn cái bình zin là nó khoảng 400 kg á. Mình có sử dụng một cái bô, là cái bô SC Project ha. Thì mọi người trong cái gọi là cuộc sống của mình, khi mà mình lớn lên á, thì mình rất là sợ bô SC luôn á. Thì mình sợ bởi vì tại sao? Bô SC nó là lon sữa bò, mọi người nhớ không? Lon sữa bò thì nó lắp trên tất cả mọi xe, nó đều la kinh khủng luôn. Và thực sự là mình không có thích la dữ như vậy. Mình rất sợ mấy anh chạy sport, bởi vì mấy anh chạy sport là chạy một cái là bà con xóm làng gì teo quéo hết luôn. Thì mình không có muốn như vậy. Mình là mình chạy off-road và khi mình đi ở ngoài đường phố mình cũng đi rất là bình tĩnh đàng hoàng ha. Cho nên là mình không có thích SC. Nhưng mà cuối cùng tại sao mình vẫn mua SC? Bởi vì SC trên cái chiếc 790 này nó rất là hay. Nó hay ở chỗ nào? Nó hay ở cái điểm là khi mà mình chạy nó đều thì nó không có la. Chỉ có khi mình dặn vậy nè, để là mình vượt dốc hoặc là mình làm một cái gì đó nó mới la thôi. Mình nghe được rất rõ cái feedback của cái máy của mình luôn, để là mình biết mình phải cho thêm bao nhiêu ga, hoặc là mình mở côn ra như thế nào để là cái máy nó đều như có thể, và nó cho mình cảm giác phấn khích khi mà mình leo dốc, leo đồi ha mọi người, nó rất là đã. Ở đây á thì mình thay cái bầu vô ha mọi người. Bồ nó cho cái việc ra hơi rất là tốt, thì mình nghĩ nó cũng là một cái modification mà mình nên phải làm, những cái bảo vệ cho chiếc xe của mình ha. Thường đi off-road đó là mình phải thấy là người ta gắn chống đổ, rồi gắn tùm lum hết, thì mình không gắn chống đổ. Mình chỉ gắn duy nhất là cái bảo vệ gầm. Bảo vệ gầm mình làm bằng nhôm ha, của Bitech Moto luôn.
đó, rất là cứng, rất là chắc luôn và rất là to. Những chiếc xe chở Upgrade thì mình thấy là chỉ gắn bộ vào gầm thôi là được rồi. Còn mấy cái nhựa này nè, nó là nhựa kiểu cào cào, nhựa rất là cứng và nó có độ dẻo luôn nha mọi người. Nên ra khi đập xuống nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái mặt nhựa. Mình chỉ có cái ốp gầm nó thôi mọi người, với cái bảo vệ tay lái thôi. Thì cái tốt nhất là lấy cái ghi đông rồi gắn cho nó cứng lên, rồi làm cái ghi đông thành cái đồ bảo vệ luôn cho mình luôn. Chứ là tốt nhất là mình không nên gắn thêm. Khi mà gắn thêm cái khung á thì nó lại tốn nhiều kilo hơn, nó lại nặng hơn rất nhiều. Và việc đó nó làm cho mình sẽ càng khó điều khiển và càng khó cứu hộ xe hơn khi đi off-road. Thành ra thì mình quyết định là không gắn. Mình có gắn một cái bộ trợ côn côn một ngón ha. Thì cái việc có côn một ngón là rất là nhẹ luôn. Và cái côn của mình nó sẽ rất là nhẹ. Điều đó là một cái điều tốt ha. Bởi vì khi đi off-road bạn sẽ dùng côn rất là nhiều luôn ha. Đó, lâu lâu mình vẫn phải rà côn để cho giữ cho cái xe đi ở một cái tốc độ vừa phải mà mình kiểm soát được khi mình đi off-road. Tiếp theo các tay lọc gió, bình lithium, yên ra lì, các đồ bảo vệ nói chung. Rồi, liên quan đến máy móc, một cái ống nước màu cam ha. Ngay đây, ống nước màu cam này là ống nước Samco, ống dẫn nước làm mát. Thì cái ống nước của KTM nó hơi tệ, đè ống nước tí xíu thôi là nó xì liền à. Đó. Cũng có xe là không làm gì nó cũng xì cái ống nước đó nữa. Thành ra mình quyết định là trước khi mà nó xì nó hư, đặc biệt là khi nó xì trên trail ha, là khủng khiếp, là tụi mình thay luôn cái ống nước này thành một cái ống nước Samco xịn an toàn cho bản thân mình khi mà mình đi ha. Đó là một cái là chắc chắn là nên làm. Và cái ống nước đó không nằm trong diện bảo hành nha. Thực ra rất là khó để có thể bảo hành bất kỳ cái thứ gì với lại KTM Việt Nam ha mọi người. Lần nào cũng vậy luôn, anh em mình tới bảo hành, cái này mình cũng nói trực tiếp luôn với lại KTM Việt Nam ha, lần nào tụi mình tới bảo hành nó cũng sẽ rất là khó khăn. Mình có một bữa sắp sửa đi tour thì cái dĩa nó bị giật, nó giật qua giật lại nè. Bình thường cái dĩa nó sẽ giật lên giật xuống được, nhưng mà nó không được giật qua giật lại, bởi vì cứ thắng một cái là nó cạch, cứ thắng nó cạch. Thì cái này nó là một cái issue thế giới luôn rồi, là rất là nhiều người bị như vậy luôn các bạn biết không. Và cái chuyện đó là KTM phải bảo hành. Nhưng mà bữa đó KTM mình đem xe tới thì KTM nói là xe mình có chạy off-road và có tham gia đua giải off-road, thành ra là không được bảo hành. Và các bạn biết cái câu slogan của KTM là gì không? Ready to race ha. Ready to race là sẵn sàng để đi đua. Nhưng mà sau khi đua rồi thì không có bảo hành đâu nha mấy bạn ơi. Nhớ điều đó nha. Chiếc KTM này nè, bởi vì cái máy của nó không phải là máy Nhật, nó là máy Áo ha, nó được sản xuất ở Philippines. Cái máy của nó thì mình không rõ là nó sẽ xuất ở đâu. Maybe BMW nó cũng đỡ ồn, nhưng mà nó không thể nào mà nó êm như mấy xe Nhật được. Thành ra với cái độ ồn đó thì chủ yếu nó do cái tăng cam. Thì ở đây họ có lắp một cái tăng cam zin. Tăng cam zin này thì nó là tăng cam thủy lực. Thì cái tăng cam thủy lực này sẽ ra vô, nó làm giúp cho cái sợi dây cam của mình nó không có bị vũ. Tuy nhiên là nó vẫn không đủ với lại cái mức độ vũ của cái sợi dây cam, cái sợi sinh cam này à, nên là phải lắp một cái tăng cam cơ thì xe rất là im luôn. Đến cái dàn chân ha, dàn chân thì đối với lại cặp phục mình không có thay đổi gì hết. Cặp phục vẫn là cặp phục zin của nó, bởi vì phục WP Explore này là quá dữ rồi. Khả năng của mình còn chưa chạy được hết cái cặp phục này nữa thì mình không cần phải mua một cái cặp phục xịn hơn ha mọi người. Thì anh em sẽ thấy mấy cái xe của mình nó vui lắm, nó giống như là Exciter mà chơi xì tai bánh nhỏ, bánh Thái Lan á. Thì tụi mình cũng vậy, tụi mình cũng chơi bánh nhỏ hơn. Nhưng mà thực ra cái mục tiêu để chơi cái bánh nhỏ hơn này đó là để đi được những cái cặp lớp aggressive hơn và tạo cái profile, thay vì mọi người thường nghĩ là đi off-road á là cái bảng phải bự để không trượt. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại ha, cái bảng nó phải nhỏ. Khi mà sử dụng cái bánh nhỏ hơn á thì mình có thể đào sâu xuống được dưới lại những cái dũng sình, với lại những cái mặt đường tốt hơn. Đó, đó là lý do tại sao đi bánh nhỏ ha mọi người. Bánh nhỏ ở đây là nó nhỏ về cái profile giữa nè, chứ cái đường kính cái miền nó vẫn vậy. Nhưng mà cái gọi là cái contact patch á, là cái phần mà niềng tiếp xúc với lại hoặc là vỏ tiếp xúc với lại mặt đường nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Đó, nó nhỏ hơn gần một nửa mọi người. Zin là hình như 4.5, còn hiện tại mình đang đi là 2.5 đằng sau và 1.85 đằng trước. Đó là cái size của niềng. Vỏ tụi mình không có chơi vỏ off-road 100%, vỏ chuyên nghiệp nha. Cái vỏ này của tụi mình vẫn là vỏ off-road 30-70 thôi à. Mình toán nó tầm vậy, hoặc là 20-80 thôi, tùy. Tuy nhiên cái vỏ này nó có một cái lợi thế rất là tốt cho mình, đó là
kể cả mình đi đường road nha, mà cái vỏ này vẫn đi với mình 5.000 cây được. Vỏ này chỉ là vỏ Trung Quốc thôi, Vũ Nguyễn hay mua cho mình á. Mình thấy đi rất là ngon. Cái điểm mà không tốt cái vỏ này chỉ có một cái chuyện thôi, là khi mà đi ở trên đường nhựa thì nó sẽ rất là ồn và rất là tưng. Kết hợp cái vỏ này với là cái máy KTM thì cái xe này rung khủng khiếp luôn ha. Đặc biệt là bánh trước nó hú giống như là gió hú vậy đó mọi người. Còn ngày xưa mình đi The Six Led thì đi Rally, Scorpion Rally STR là đi rất là ngon. Tuy nhiên là đi off-road không thể nào bằng cái vỏ này được. Đó, cho nên bạn xem xét coi là mình là người chơi gì. Mình là người chơi off-road thì mình đi vỏ off-road, nhưng mà mình phải hy sinh nó trên đường nhựa thì mình phải bớt đi đường nhựa lại. Còn mình là người chơi đường nhựa thì mình cứ đi vỏ off-road thì chơi đường nhựa hết. Theo mình thấy tốt nhất á, là khi mà đầu tư một chiếc 790 đó, bạn nên đầu tư luôn hai cặp bánh đi. Một cặp bánh chạy on-road, một cặp bánh chạy off-road ha. Như vậy nó sẽ dễ hơn cho mình rất là nhiều. Tuy nhiên nó hơi tốn tiền một tí xíu thôi, nhưng mà mình thấy đầu tư cái đó là xứng đáng. Còn giống như mình bây giờ á, là cái đùm của mình á, thì đùm zin, còn cái niền á, lại là niền độ, thành ra không xài được cái bánh zin, nó cũng rất là uổng ha. Thì đó là tất cả những cái mà mình đã modify trên cái xe mình. Tất nhiên là trong bánh xe thì cũng có rim lock ha mọi người, chứ không là nó bung ta lông. Như các bạn thấy á, đi off road á, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đã đi ok hết rồi ha mọi người. Cỡ này là cũng khỏe rồi. Còn muốn khỏe nữa thì chắc chắn là mua cào cào đi. Nhưng mà cào cào thì bạn sẽ không có thể nào chạy nó từ Sài Gòn chạy đến Đà Lạt, xong rồi thả xuống Đà Lạt chạy hết Đà Lạt rồi chạy về được. Không thể ha, bắt buộc phải có một cái xe bán tải, hoặc là mình phải thuê xe bán tải. Hôm bữa mình cũng có nói với anh Lê á, là chủ tịch Binduro á, là ủa anh giờ anh không biết anh phải làm gì xe anh nữa. Cái anh mới về nói là xe anh bây giờ còn làm cái con khỉ gì nữa, làm có bao nhiêu làm hết rồi. Thì thực ra mình cũng thấy là nó tới luôn rồi đó, nó hết rồi. Bây giờ không có còn cái gì để làm thêm cho nó nữa. Bây giờ là chỉ có lấy ra và chạy thôi. Tự nhiên trong người lại muốn bắt đầu về zin, thay về đầu zin đi, thay về lọc gió zin đi. Đó. Con người kỳ cục. Chắc chắn luôn là mình không có nên gắn những cái đồ lung tung lên trên xe nhiều ha mọi người. Bây giờ càng lung tung nó càng nặng. Càng nặng thì mình cái experience á, cái trải nghiệm mà mình chạy trên chiếc xe của mình mà mình thật sự mình cảm giác nó càng tệ. Từ ngày xưa luôn, mình đi ZS luôn, mình không bao giờ đi ZS 3 thùng ha. Mình rất sợ ZS đi 3 thùng luôn, mình chỉ có đi túi thôi. Mình không bao giờ gắn cái thùng lên xe mình, bởi vì nó quá nặng nề. Hỏi đi off-road mà quăng con ZS 3 thùng ra đi, thiệt là đối với mình là mình không muốn đi luôn á. Còn anh em nào đi được á thì mình kính thưa anh em đó luôn. Trong nhóm mình có anh Nguyên ha, anh Nguyên BOT ngày xưa là thành viên CBC. Thì anh Nguyên cũng chạy GS và chạy off-road rất là dữ dội luôn. Nhưng mà cuối cùng giờ anh Nguyên bán GS, anh Nguyên qua 790 chơi. Anh Nguyên nói thiệt là theo mình thấy là anh Nguyên cảm thấy cuộc đời anh Nguyên rất là vui vẻ, hạnh phúc từ khi mà mua xe này đi. Đi với tụi mình rất là đã luôn. Đi off-road những cái chỗ gọi là không bao giờ dám mơ đem con GS vô ha. Như vậy nó mới sướng á mọi người. Vừa có thể chạy tour được, vừa có thể chạy off-road được. Nó sướng. Tại vì thực sự trên chiếc xe này mình sẽ khám phá được rất là nhiều thứ. Khám phá được những cái cung đường đẹp giống như GS có thể khám phá, và cũng khám phá được những cung đường khác nữa sâu hơn, đẹp hơn, ít người biết tới hơn, giống như trên chiếc cào cào ha. Chỉ là không thể quăng nó một cách nó quá hạt co được giống như cào cào thôi. Đó. Còn lại thì nó có thể làm được hầu như tất cả mọi thứ. Cái này mình nói chung luôn, không phải chỉ riêng 790 không, mà mình nói cho những cái chiếc middleweight còn lại. CF Moto 450MT, một chiếc xe rất là ngon. Cove 450 cũng là một con gọi là unicorn ở trong cái mid adventure. Tenere 700 chắc chắn rồi. Tenere 700 ngày xưa mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về Tenere 700 ha. Thì đó cũng là một chiếc xe ngon. Và lại tất cả những con mà middle còn lại ha, nó đều là một cái gì đó rất là hay ở trong thời điểm hiện tại. Thì nếu có khả năng, mình nghĩ các bạn khi mà mình mới bắt đầu chơi á, và mình chơi những con 300-400 thì những con tiếp theo bạn nên lên không phải là 1 lít, đừng lên 1 lít. Hoặc là bạn mới vừa chơi mô tô lần đầu tiên, đừng có chơi 1 lít. 1 lít có nghĩa là trên 1000cc á, mà hãy chơi middle, mà hãy chơi những con nhỏ trước, và hãy đi học và hãy trải nghiệm nhiều trước khi là mình lên cc ha mọi người. Lên cc nó chỉ có giúp cho cái adrenaline của mình nó cao hơn thôi, chứ nó không giúp cho cái skill mình nó cao hơn. Và tụi mình đã học được cái cách là tìm adrenaline bằng cái tốc độ thấp hơn, bằng cách chơi off-road. Chứ còn không có chạy ra đường để tìm adrenaline trên những cái cung đường 180 hay là 299. Những cái đó nó không có bền. Mình còn dán một bộ tem của bên anh Nguyên nữa, Royal
premium sticker ha. Bộ tem này rất là quan trọng khi mà mình đi off-road ha. Nó giúp cho cái xe mình nó không có bị trầy cái tem, cái phần nhựa ở trong mình nó không bị trầy ha mọi người. Nên lên một cái bộ tem nữa và nó đẹp. Nhìn là thấy cái xe này khác cái xe Zin rồi. Nhìn vô là không biết cái xe này, người mà không biết là không biết cái xe này là xe gì luôn. Nhưng mà mình thích là người ta không biết xe mình là xe gì. Nó cũng là một điều thú vị ha. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video clip nhỏ của mình ha. Và mình mong là mình sẽ có thời gian để mình làm tiếp một cái video khác nữa cho anh em. Mà thực tế là mình không biết là nên làm cái gì thì nó mới hay ha. Cho nên thành ra anh em nếu mà có ý kiến thì vui lòng comment cho mình để mình biết là mình nên làm cái gì. Và nếu được thì anh em hãy giúp mình một cái like, một cái subscribe gì đó. Anh em có thể giới thiệu này cho bạn bè của mình để bạn bè mình biết thêm được về một cái cách chơi xe mô tô khác. Để thực sự là đi phượt thì nó sẽ như thế nào ha mọi người. Rồi, còn cái kênh này mình chỉ cố gắng mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi. Và mình cũng chia sẻ thật lòng đó. Chứ mình cũng không có ngại là mình chọc ai hết đó. Bởi vì mình chơi sân của mình mà. Mình thấy cái gì đúng thì mình nói, mình thấy cái gì sai thì mình cũng nói ha mọi người. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và hẹn mọi người ở trong video tiếp theo nha. Bye bye.